Trở lại bản tin ngắn. Có vẻ như bây giờ mà đập phá cái hàng rào của chính phủ là được liệt vào tội khủng bố. Nhưng có vẻ như nhóm BLM đã từng làm chuyện này với thời của ông Trump thì gần như là người hùng. Trở lại một cặp tiền $1 của năm 1974 mang số 1000 và tờ tiền tiếp theo là 1988 mang số 2000. Số điện thoại 657-600-8888. Hai thành viên khác trong sự kiện ngày 6 tháng 1 được kết án 10 và 18 năm tù khi tham gia vụ bạo loạn tại thủ đô Capitol. Các thành viên của Proud Boy, Dominic và Ethan hôm thứ Sáu kết án 10 và 18 năm tù vì vai trò của họ trong ngày 6 tháng 1 của 2021 tại điện Capitol của Hoa Kỳ. Bản án của họ được đưa ra một ngày sau khi thẩm phán của Hoa Kỳ kết án thủ lĩnh Joe Big Brownboy 17 năm tù. Ethan Dominic là người duy nhất trong bị cáo Brownboy không bị kết án âm mưu nổi loạn sau phiên tòa hồi năm nay. Dominic Plaza bị bắt khi sử dụng cái lá chắn chống một loại đột nhập vào điện Capitol ngày hôm đó. Thực tế là bạn là những người làm điều đó, Kelly nói với tại phiên tòa hôm thứ Sáu. Bạn là người đập vỡ cửa sổ đó và để mọi người bắt đầu tràn vào tòa nhà Capitol đe dọa tính mạng của nhà lập pháp của chúng ta. Đó không phải là điều mà tôi mơ ước tới cái đất nước của chúng tôi. Kelly nói thêm là một cách nào đó bạn thực sự là mũi giáo nhọn. Con gái của Pelosa, Angelina đã yêu cầu thẩm phán khoan hồng với bản án của cha mình. Cô ấy nói rằng là một tấm gương vì mọi điều tốt đẹp của cha tôi đã làm. Tôi hy vọng rằng thẩm phán thương xót ông ta khi ông ta có thể đối mặt với tôi tốt nghiệp đại học và để ông ta có thể có được ngôi nhà đầu tiên. Tôi nhà đầu tiên và công việc của mình. Ngày mặt khác, bản án 18 tù cho 18 năm cho Nordin cũng tương tự như vậy. Mà câu chuyện này đó, đương nhiên không ai ủng hộ những hành động của nhân vật này cả. Nhưng mà ý tôi nói là một sự nào nó bất công nào đó giữa cái sự kiện của George Floyd và sự kiện liên quan đến ngày 6 tháng 1. Nhưng mà trên thực tế nước Mỹ của chúng ta hiện giờ nó cũng có những tù nhân chính trị, và đối với tôi những người là những tù nhân chính trị. Thật sự những cái hành động một quá khích như vậy có xứng đáng 18 năm tù hay không? Hay là trên thực tế là bởi vì họ là những người đang dám đặt câu hỏi về kết quả của 2020, giống như ông Trump đang đặt câu hỏi về kết quả của 2020 và ông Trump bị truy tố 3 vụ liên quan đến vụ kiện này. 2 vụ, một vụ trên bang Georgia và một vụ tại Washington. Và đó là những gì mà thật sự chúng ta hoàn toàn thấy là gì? Cái nước Mỹ chúng ta tự hào về điều đó. Trong quá khứ gần như đã mất đi cái niềm tự hào và kiêu hãnh một cái hệ thống tư pháp dành cho tất cả mọi người, chứ không phải là hệ thống tư pháp dành riêng cho đảng Cộng Hòa hoặc là đảng Dân Chủ. Và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt.